Giáng sinh là ngày lễ của sự yêu thương. Cầu cho cha mẹ là một bài hát luôn nhắc nhở chúng ta trong mọi hoàn cảnh nào, thời gian nào và không gian nào. Chúng ta phải nên nhớ và khắc sâu trong lòng sự hy sinh, nuôi nấng của Đấng sinh thành. Đây không chỉ là văn hóa của người châu Á chúng ta, mà đây là sứ mệnh cho mọi người con chúng ta. Cầu cho cha mẹ 2, sáng tác bởi Francisco, được trích trong CD Thánh ca suy niệm, nguồn sáng linh thiêng của Lê Quốc Tuấn. Một lần nữa, mời quý vị cùng cầu nguyện cho cha mẹ với tiếng hát nam ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Người con.